Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay 28 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin cuộc chiến ở Ukraine, Putin chưa thể làm gọi. Loạt ảnh phóng sự của các hãng thông tin và tờ báo lớn với cảnh nhiều cô gái trẻ lẫn phụ nữ lớn tuổi ôm súng AK-47, sẵn sàng liều mạng bảo vệ tổ quốc Ukraine của họ không khỏi gây xúc động. Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Mạnh Kim đưa ra những quan sát của mình về cách mà chính phủ và người dân Ukraine đối đầu với Nga trong một cuộc chiến rõ ràng là không cân sức. Dẫu cho ngày mai họ có buông súng đầu hàng thì bất lực xuôi tay trước hỏa tiễn điên cuồng của kẻ thù, tình hình hiên ngang của họ hôm nay cũng đủ khiến vô số kẻ hèn nhát phải hổ thẹn. Nga đã xẻ Ukraine với các mũi tấn công chủ lực vào ba thành phố là Kiev ở phía Bắc, Kharkov ở phía đông và Cherson ở phía nam. Đây là hình ảnh một tòa nhà chung cư đã bị hư hại do trúng bom ở Kiev, Ukraine. Đã và sẽ tiếp tục xảy ra giao tranh dữ dội trên đường phố khắp các thành phố lớn tại Ukraine. Ghi nhận của các hãng tin tức nước ngoài cho thấy có nhiều tiếng súng và tiếng nổ từ khắp Kiev vào thứ Bảy 26 tháng 2. Chiều thứ Bảy 26 tháng 2, tốc độ tiến quân của quân Nga bắt đầu chậm lại khi kẻ xâm lược đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ của Ukraine. Đây là thông tin của Bộ Quốc phòng Anh đăng tải. Một quan chức của Ngũ Giác Đài cho biết hầu hết trong hơn 150.000 quân Nga đã hiện diện gần như đủ quân số trên đất Ukraine, nhưng họ ngày càng thất vọng vì thiếu động lực khi đối mặt với sự kháng cự gay gắt và quyết liệt. Hóa ra Ukraine không dễ sơi như Putin vẫn tưởng tượng. Khắp Ukraine, người dân tập trung trong hầm trú ẩn và trong khi hơn 150.000 người tị nạn Ukraine đã chạy sang Ba Lan, Moldova, Romania và nhiều nước khác. Nhiều người khác can đảm chọn việc ở lại và sẵn sàng cầm súng quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Tờ báo Washington Post thì tường thuật. Trong một tòa nhà văn phòng chính phủ ở trung tâm thành phố, người ta thấy nhiều đàn ông trung niên lẫn phụ nữ cầm súng AK-47 lưng đeo lựu đạn. Bao cát chèn dọc cửa sổ, một chiếc xe bút vừa đổ sịch xuống, bên trong có hàng trăm hộp tiếp đạn, tất cả sẵn sàng cho một mất một còn. Khi cuộc chiến vừa mới bắt đầu, Tổng thống Zelensky chia sẻ trên Twitter rằng chúng tôi sẽ trao vũ khí cho bất kỳ ai muốn bảo vệ đất nước. Và ngay sau thông báo của ông Tổng thống, riêng tại Kiev, hàng đoàn người xếp hàng trước các đồn cảnh sát để nhận súng ống, đạn dược, và hiện có khoảng 130.000 người dân tình nguyện. Đây là hình ảnh các nữ chiến binh Ukraine. Bất kỳ ai từ 16, 18 đến 60 tuổi đều có thể gia nhập. Trong một video, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Denis cho biết chỉ riêng lực lượng dân quân tình nguyện ở Kiev đã được cấp tới 25.000 khẩu súng trường tự động, khoảng 10 triệu viên đạn, chưa kể lựu đạn và súng phòng không. Tại một nơi nào đó ở Kiev, trong thời tiết khắc nghiệt, cái chết cận kề, giữa mùi khét lẹt của đạn pháo lẫn mùi nồng nặc của tử thi vẫn còn đẫm máu tươi, người ta thấy những nhóm ẩn nấp trong những hầm để chế bom xăng từ những vỏ chai rượu. Rào chắn đã được dựng lên khắp Kiev với hàng đống lốp xe và bao cát. Người ta cũng lập các nhóm chất trên mạng ứng dụng Telegram để nhắn tin cho nhau. Trong những tin nhắn gần đây là kêu gọi người dân gỡ các biển báo giao thông để xe tăng của Nga không biết dò đường mà đi. Tại thành phố Sumy ở phía đông bắc cách Kharkov 90 km về phía bắc, một toán dân quân đã vây bắt được một xe bọc thép của Nga. Họ lôi tên lính ra thẩm vấn theo video quay lại được và đưa lên mạng xã hội. Tại Kharkov, số người ghi danh và lực lượng dân quân tình nguyện ngày càng đông. Một chỉ huy tất bật tuyển nhận và dặn rằng ai từng đi nghĩa vụ quân sự làm ơn đứng qua một bên, những người khác đứng sang bên trái. Một phụ nữ nói rằng tôi yếu, không cầm súng được, nhưng tôi muốn đóng góp, tôi có thể giúp lau chùi vệ sinh. Đây là hình ảnh binh sĩ Ukraine trên đường phố ở thị trấn Novolus. Chưa ai biết cuộc chiến sẽ đưa đến kết quả như thế nào, nhưng diễn ra cho thấy sự ngoan cố của Putin đang đối mặt với sự lì lợm, dũng cảm của người Ukraine. Nếu sự phản kháng quyết liệt của người dân Ukraine dẫn đến một cuộc chiến kéo dài và đẫm máu, Putin sẽ xa lầy.
khó có thể tưởng tượng được Putin có thể ra lệnh oanh tạc thảm sát hàng loạt. Và nếu quân bộ của Nga củ cưa đọ súng cho các cuộc chiến tranh đô thị, thì chiến dịch quân sự của Nga sẽ lún sâu và Putin có thể tìm cách kết thúc cuộc chiến một cách sôi hỏng, bỏng không. Giấc mơ khôi phục hình ảnh nước Nga như một cường quốc toàn cầu không chỉ tan biến, mà thất bại trong cuộc động binh có thể đe dọa quyền lực của Putin tận Moscow. Mục tiêu của Putin là dọa bằng nắm đấm để chính phủ đương nhiệm Ukraine đầu hàng, nhằm có thể dựng lên chính phủ bù nhìn thân Nga. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Tổng thống Zelensky của Ukraine không phải là thằng hèn. Trên trang tweet của Đại sứ quán Ukraine tại Anh cũng vừa loan tin vào hôm 26 tháng 2, Zelensky đã từ chối lời đề nghị của Mỹ cho việc di tản ông khỏi Kiev. Ông nói, trận chiến đang diễn ra ở đây, tôi cần đạn dược chứ không cần quá giang. Tính đến chiều ngày thứ Bảy 26 tháng 2, chưa có thành phố Ukraine nào hoàn toàn thất thủ. Cũng theo tường thuật của tờ báo Wall Street Journal, phía nam của Kiev, lính dù Nga đã cố đổ bộ vào thị trấn chiến lược Vasky, nơi có một sân bay quân sự Ukraine. Loạt giao tranh nổ ra trong đêm, nhưng đến sáng ngày 26 tháng 2, người ta đã thấy hàng trăm lính Ukraine cùng nhiều tình nguyện viên ôm súng tuần tra trên trục đường chính của Vasky. Đây là hình ảnh lực lượng tình nguyện Ukraine dọc cao tốc giữa Kursk và Odessa gần Vasky. Lực lượng an ninh và tình nguyện viên địa phương đeo băng tay túa ra tìm lính Nga trốn trong rừng. Trước đó, một máy bay vận tải EIL-76 của Nga chở đầy lính dù gần Vasky đã bị bắn cháy. Cũng chưa ai dám khẳng định Putin hoàn toàn cháy túi trong kinh ngạc lớn nhất sự nghiệp, nhưng uy tín của Putin trên sân khấu thế giới đang bị cạn đến đáy. Ván bài của Putin phút chốc đưa Mỹ và phương Tây trở nên đoàn kết gần như chưa từng có kể từ sau Thế chiến thế giới lần thứ hai, đặc biệt khi rạn nứt đồng minh trở nên cực kỳ nghiêm trọng vài năm gần đây. Mỹ vẫn tiếp tục hà hơi tiếp sức cho Zelensky. Hôm nay, hôm 26 tháng 2, Ngoại trưởng Antony Blinken loan bố cung cấp viện trợ quân sự bổ sung với 350 triệu đô la và cho chính quyền, do chính quyền Biden yêu cầu Quốc hội cấp thêm 6,4 tỷ đô la viện trợ cho Ukraine. Một tình huống tồi tệ nhất đối với Putin có thể xảy ra, đó là NATO kết nạp Ukraine. Nếu điều này trở thành sự thật, một trật tự một thế giới mới sẽ hình thành, khác với kịch bản mà Putin hình dung và muốn vẽ lại ban đầu khi quyết định bước ra sân khấu quốc tế thể hiện sức mạnh cơ bắp của mình. Cục diện thế nào thì vẫn chỉ mới bắt đầu, không ai biết kết thúc ra sao. Có một chuyện chắc chắn rằng không lịch sử nào đủ sức mạnh biện minh để có thể băng bó cho vết thương Ukraine của Putin. Nhà báo Mạnh Kim đã nói ra quan điểm của mình như vậy. Đây là hình ảnh người biểu tình phản đối cuộc tấn công vào Ukraine đối mặt lại cảnh sát tại Petersburg, Nga. Từ kiện Berlin, kiến trúc sư Lê Quang cũng đưa ra bình luận trên trang Facebook cá nhân của mình như sau. Hôm qua, Moscow đã cáo buộc Kiev quân sự hóa dân thường trong cuộc chiến tranh do Nga phát động tại Ukraine. Những người Việt Nam cổ suý cho cuộc chiến tranh này liền hùa vào nói theo Nga, nhưng đã không hề biết rằng chiến thuật mà Ukraine sử dụng chính là học thuyết chiến tranh nhân dân của nhãn hiệu Việt Nam. Điều mà từng có thời Moscow rất mực tung hô trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Chiến tranh nhân dân cho tới nay vẫn là học thuyết gây tranh cãi khi quân sự hóa dân thường và đưa thẳng vào cuộc chiến dịch, đặc biệt là phòng vệ đô thị và nông thôn. Tại Việt Nam, chiến tranh nhân dân không chỉ dừng lại ở việc huy động dân thường tham chiến, mà còn bao gồm cả trẻ em, nhất là trong công tác quân báo, thậm chí nhiệm vụ cảm tử, mà hiển nhiên đã gây tranh cãi rất nhiều, cả trong và sau chiến tranh. Chiến tranh nhân dân phù hợp với mô hình chiến tranh ủy nhiệm, mà dễ thấy rằng sự tương đồng giữa mô hình của Việt Nam và Ukraine khi họ nhận viện trợ từ bên ngoài rồi tiến hành tác chiến nội địa. Nói một cách tổng quát, giai đoạn đầu cuộc chiến này có rất nhiều điểm tương đồng với cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Chỉ có một điểm khác biệt là những người Việt Nam cổ suý chiến tranh có thể sẽ phải quan sát một mặt trận mà lực lượng họ bài xích lại chiến đấu y hệt như cha ông của họ. Còn đối với phương Tây, ngày hôm nay họ đứng trong hàng ngũ của một cuộc chiến tranh vệ quốc theo lối
chiến tranh nhân dân, thứ đã là cơn ác mộng của một chiến trường tại Đông Dương nơi Việt Nam đã thực hiện. Và với tật cuộc tấn công xâm lược này do Putin phát động đối với Ukraine, chưa biết bao giờ sẽ chấm dứt. Kính mời các bạn xem bản tin châu Âu cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản của Tổng thống Putin và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lavrov. Tòa Bạch Ốc vào ngày 25 tháng 2 đã loan báo Mỹ sẽ áp đặt chế tài lên ông Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Nga Lavrov trong lúc Washington tìm cách tăng cường áp lực lên Moscow sau khi Nga xâm lược Ukraine. Động thái hiếm hoi nhưng không phải là không có tiền lệ của Mỹ áp đặt chế tài lên một nguyên thủ quốc gia, được đưa ra chỉ sau một ngày sau khi các lực lượng vũ trang Nga xâm lược Ukraine. Họ đã tấn công bằng đường bộ, đường biển và đường không trong một cuộc tấn công lớn nhất của một nước chống lại một nước khác tại châu Âu kể từ thời Thế chiến thế giới lần thứ hai. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc James cho hay quyết định nhắm ông Putin và Lavrov và các quan chức khác của chính phủ Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Biden điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Đây là hình ảnh binh sĩ Ukraine canh gác khu trung tâm Kiev. Trong ngày 25 tháng 2, các nước châu Âu và Anh cũng đồng ý phong tỏa bất cứ tài khoản nào và tài sản tại châu Âu của ông Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Nga Lavrov, trong lúc lãnh đạo Ukraine thì khẩn trương yêu cầu có thêm chế tài nhanh và mạnh hơn nữa để trừng phạt việc Nga xâm chiếm đất nước của ông. Nước Mỹ trong quá khứ từng chế tài lên các nguyên thủ quốc gia, trong đó có Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Những chế tài nhắm vào ông Putin sẽ là hành động trừng phạt mới nhất của Washington về sự hung hăng của Nga đối với Ukraine. Mỹ hôm 24 tháng 2 đã áp đặt chế tài lên hai ngân hàng lớn nhất của Nga và các thành viên trong giới thượng lưu tại Nga. Trước đó, hôm 23 tháng 2, Mỹ cũng đưa công ty xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 là dòng chảy phương Bắc 2 của Nga vào danh sách đen. Hôm 22 tháng 2, Mỹ cũng đã có chế tài nhắm vào các ngân hàng và giới thượng lưu của Nga. Giáo hoàng Francis vào hôm 25 tháng 2 đã đến Đại sứ quán Nga tại Vatican để nêu quan ngại của ngài đối với Đại sứ Nga về việc Nga xâm lược Ukraine trong một hành động được xem là phá lệ nghi thức ngoại giao chưa từng có, theo hãng thông tấn Reuters chia sẻ. Ông Matteo Bruni, người phát ngôn của Vatican cho biết giáo hoàng đã họp hơn nửa giờ tại Đại sứ quán Nga. Ông Bruni nói rằng ngài đã bày tỏ mối quan ngại của mình về cuộc chiến. Tuy nhiên, ông Bruni từ chối cho biết chi tiết về chuyến thăm hoặc nội dung đối thoại này. Ngoại trưởng Luxembourg hôm 25 tháng 2 cho biết thêm Liên hiệp châu Âu gồm 27 quốc gia hiện đang hầu như thống nhất về phong tỏa tài sản của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Lavrov. Đây là hình ảnh Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại phiên họp thượng đỉnh bất thường của châu Âu tại Brussels, Bỉ hôm 25 tháng 2 để bàn về biện pháp trừng phạt Nga sau khi xâm lược Ukraine. Ngoại trưởng James nói hôm 25 tháng 2 trước một cuộc họp của các ngoại trưởng châu Âu để thảo luận về các biện pháp trừng phạt Nga rằng tôi nghĩ chúng tôi đang tiến rất gần đến một thỏa thuận về các lệnh trừng phạt đối với hai ông Putin và Lavrov. Các nhà lãnh đạo châu Âu phần lớn đồng ý rằng hiện còn quá sớm để áp đặt lệnh cấm đi lại đối với hai ông Putin và Lavrov vì các kênh đàm phán vẫn cần được duy trì. Tuy nhiên sau đó việc này đã được thay đổi và việc cấm nhập cảnh hai ông cũng đã được thực thi. Ông Putin vào ngày 25 tháng 2 cũng kêu gọi quân đội Ukraine lật đổ giới lãnh đạo chính trị Ukraine và thương lượng hòa đàm trong lúc nhà cầm quyền tại Kiev kêu gọi công dân giúp bảo vệ thủ đô trước cuộc tấn công của Nga mà Lô trưởng cho biết đã bắt đầu. Ông nói, tôi một lần nữa kêu gọi các quân nhân của các lực lượng vũ trang Ukraine không cho phép những người theo chủ nghĩa tân quốc xã và những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở khối Ukraine sử dụng con cái, vợ và người lớn tuổi làm lá chắn, ông Putin nói tại cuộc họp trên truyền hình với Hội đồng An ninh Quốc gia Nga.
và hãy tự mình lên nắm quyền, chúng ta sẽ dễ dàng đạt được thỏa thuận hơn, ông nói thêm. Ông Putin nói thêm rằng các quân nhân ở Ukraine đã hành động dũng cảm, chuyên nghiệp và anh hùng. Quân đội Nga vào hôm 25 tháng 2 cũng tuyên bố họ mới giành quyền kiểm soát một sân bay ở ngay ngoại ô thủ đô Kiev, giữa lúc các lực lượng Nga gây áp lực lên thủ đô tại Ukraine. Thông tin kể trên chưa được kiểm chứng độc lập và nắm quyền kiểm soát sân bay ở Hostomel, nơi có đường băng dài cho phép máy bay vận tải hạng nặng hạ cánh, cũng đồng nghĩa với việc Nga có thể không vận binh lính trực tiếp đến vùng ngoại ô ở Kiev. Hostomel chỉ cách thành phố có 7 km về phía tây bắc. Đây là hình ảnh Tổng thống Nga Putin cảnh báo Moscow sẽ phản ứng ngay lập tức nếu ai đó muốn chiến đấu với Nga. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor, cho biết vào hôm thứ Sáu ngày 25 tháng 2 rằng lực lượng đổ bộ đường không Nga đã sử dụng 200 trực thăng hạ cánh xuống Hostomel và giết chết hơn 200 binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt của Ukraine. Ông tướng này khẳng định phía Nga không có thương vong, nhưng điều này lại trái ngược với tuyên bố của Ukraine rằng quân Nga đã chịu thương vong nặng nề trong các cuộc giao tranh ở đó. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc điện đàm hôm thứ Sáu 25 tháng 2 rằng Nga sẵn sàng tổ chức hội đàm cấp cao với Ukraine, kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin như vậy. Cũng theo kênh truyền hình này, ông Putin nói với ông Tập rằng Hoa Kỳ và NATO từ lâu đã làm ngơ với những quan ngại chính đáng về an ninh của Nga, liên tục từ chối cam kết và tiếp tục đẩy mạnh triển khai quân sự về phía Đông, thách thức lợi ích chiến lược căn bản của Nga. Song ông Putin cũng nói thêm rằng Nga cũng sẵn sàng tiến hành các cuộc hội đàm cấp cao với Ukraine. Liên Hợp Quốc cấp ngân quỹ 20 triệu đô la viện trợ nhân đạo cho Ukraine và dự kiến châu Âu cũng sẽ cấp một khoản viện trợ kinh tế trị giá tới 1,5 tỷ euro, tức là tương đương 1,68 tỷ đô la cho Ukraine. Đây là hình ảnh vụ nổ rất lớn được nhìn thấy từ thủ đô Kiev vào ngày 24 tháng 2. Nhật Bản, châu Âu, Úc và Đài Loan và các nước khác đang áp dụng một loạt các biện pháp trừng phạt mới, mạnh mẽ hơn chống Nga. Đồng thời, nhiều lãnh đạo cấp cao nhất của các nước đã và đang lên án Nga. Vào lúc binh lính Nga tràn vào, bom đạn Nga dội xuống Ukraine trong một ngày đầu tiên của cuộc xâm lược. Các nhà lãnh đạo trên thế giới hôm thứ Sáu 25 tháng 2 đã gọt rũa phản ứng của họ nhằm trừng phạt nền kinh tế Nga và các nhà lãnh đạo nước này, bao gồm cả những người thân tín của ông Tổng thống Vladimir Putin. Tuy các nước nhận thức rõ ràng rằng việc khó có thể can thiệp quân sự, song hiện tại sức mạnh, sự thống nhất và tốc độ của các biện pháp trừng phạt tài chính báo hiệu một quyết tâm ngày càng tăng lên trên toàn cầu khiến Moscow phải cân nhắc lại cuộc xâm lược của họ. Không tham gia các biện pháp trừng phạt là Trung Quốc, một nước vốn ủng hộ mạnh mẽ Nga. Ngược lại, Nga cũng ủng hộ lập trường của Trung Quốc ở Biển Đông, bất lợi cho Việt Nam. Hôm thứ Sáu 25 tháng 2, Trung Quốc vẫn giữ nguyên quan điểm của họ là từ chối hành động của Nga ở Ukraine là một cuộc xâm lược, hoặc chỉ trích Moscow mặc dù quân Nga đã đẩy mạnh cuộc tấn công ở Ukraine, đang dẫn đến thương vong ngày một tăng. Trung Quốc nhắc đi nhắc lại rằng họ tin tưởng vào việc phải tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của tất cả quốc gia, nhưng cũng nói thêm rằng họ hiểu là vấn đề Ukraine có bối cảnh lịch sử phức tạp và đặc thù. Chúng tôi hiểu những lo ngại chính đáng của Nga về các vấn đề an ninh, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói với các phóng viên tại cuộc họp báo hàng ngày ở Bắc Kinh vào hôm 25 tháng 2. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng phản bác lại phát biểu của Tổng thống Mỹ Biden rằng bất cứ quốc gia nào ủng hộ cuộc xâm lược của Nga cũng sẽ bị nhơ bẩn vì sự liên kết đó. Đồng thời, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng chính những quốc gia can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác mới bị mất uy tín. Đây là hình ảnh vào ngày 24 tháng 2 kết thúc, Nga tuyên bố đã hoàn thành mục tiêu đề ra trong ngày đầu tiên. Khi được hỏi liệu Trung Quốc có chuẩn bị tăng mua dầu hỏ của Nga để đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu hay không, Bộ trưởng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng các biện pháp trừng phạt chưa bao giờ là một cách hiệu quả để giải quyết vấn đề. Chúng tôi hy vọng các bên liên quan có thể làm việc tích cực để giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn. Quân đội Nga được cho biết cũng đang áp sát Kiev. Quân đội Nga đang tiến gần đến ngoại ô thủ đô Kiev vào 25 tháng 12 sau khi không kích vào các thành phố và căn cứ quân sự, triển khai quân và xe tăng từ ba phía.
Các vụ nổ vang lên trước khi trời sáng ở Kiev và tiếng súng sau đó được nghe thấy gần trung khu vực làm việc của chính phủ. Quân đội Ukraine cho biết thêm một nhóm gián điệp và phá hoại Nga đã được nhìn thấy ở một quận của Kiev cách trung tâm thành phố khoảng 5 km về phía bắc. Toàn bộ 13 lính biên phòng trên đảo Rắn, một hòn đảo trên biển đen của Ukraine, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của quân đội Nga sẽ được huy tặng huy chương Anh hùng Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky nói, trong một đoạn tin âm đã ghi được xác minh về cuộc trao đổi giữa lính biên phòng Ukraine và lính Nga trên chiến hạm, mà trong đó phía Nga kêu gọi lính Ukraine bỏ vũ khí và đầu hàng. Lính biên phòng Ukraine đã có lời lẽ văng tục rằng, chiến hạm Nga hãy cút đi.